Ok, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. À, tiếp tục series hướng dẫn làm quen với phần mềm Adobe Premiere Pro 2020. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật để cắt ảnh nhé. Cắt ảnh từ trong video. Đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh ra. Đấy, các bạn có thể di này, ví dụ các bạn mình muốn chụp cái này chưa, mình tìm một đoạn để mình chụp đoạn nào đây, nhân vật nào đây, cái này không đẹp này, president này, để xem nào, đây, president nhá, ví dụ đây mình sẽ dùng tiến lùi nút này và nút này, như mọi lần nó dẫn để lùi một frame hoặc là tiến một frame ấy, mình sẽ lùi một frame, lấy chọn được cái ảnh này. Ok, khi mình muốn chụp cái ảnh cái khung hình này, đây các bạn có thể nhìn thấy cái nút máy ảnh ở đây này, bấm vào phần đó chọn là tên tệp. Ở đây mình sẽ chọn là JPEG và file new sẽ là một cái file mình đặt một cái ổ folder mà mình đã tạo trước. Các bạn có thể đổi ở đây. Both các bạn có thể chọn tùy thôi, tùy theo các bạn. Ở đây này mình sẽ chọn vào đây ảnh Premiere Step folder. Rồi mình bấm OK. Rồi đây. Đi kiểm tra nhé. Đây. Cái ảnh này đây rồi. Đấy, các bạn có thể xem. Đó. Thì đây là cái ảnh mà mình vừa cắt ra. Và tương tự đây cũng mình cũng cắt ra thôi. Đó. Đây. Mình sẽ làm tiếp tục nhé. Tiếp tục. Cái này không đẹp lắm này. Chỗ này. Cái này đúng, có vẻ khá ok. Tiếp tục. Cái này được này. Mình sẽ cho bé đi. Ok, chụp này. Đây. Lấy mình sẽ phóng to lên. Đây chụp luôn. Ok, và đã xong rồi. Thì kiểu đây mình hướng dẫn các bạn cái thao tác để chụp ảnh, hoặc các bạn có thể bấm mà đây này, Ctrl Shift E4, mình thử nhé. Càng chọn ship E, dùng ship E4, càng chọn ship E4, có vẻ không thao tác được.